mình học cái ở trong cái lớp 1 mình học là nhà tranh vách lá với gì, bởi vì ở địa phương dân làng nghèo quá, có cái trường học cho mấy thằng học sinh này nó nghèo quá. Bây giờ đó mình học tới cái lớp cao hơn thì mình phải đi ra thành phố, nhưng bây giờ mình học học cái trường của mình trường lầu được không thì phải thay đổi. Với bây giờ không mẹ mà tôi hồi đó tôi học ở trường làng, rồi bây giờ tôi ra ngoài trường huyện nó phải khác chứ, rồi tôi đến trường tỉnh nó phải khác chứ, rồi tôi về thành phố nó phải khác nữa chứ. Không lẽ là ở tỉnh tôi không có đại học rồi tôi phải về thành phố mới có đại học, thì tôi phải học cái trường nó phải đẹp chứ. Không lẽ đại học mà còn còn có tầm bằng tầm dân rút ra liếc cái gì ở trường làng sao? Hồi trước trường làng mấy con biết họ họ chặt cây, họ ghép, họ làm cái trường bằng cây vậy đó, rồi họ cũng lấy viết liếc thì họ cũng ráp lại. Hồi thầy học ở đây nè, coi như là trường này, Gia Quỳnh, trường ở đây họ làm bằng điều không phải là bằng tầm dân trúc tre gì đó, họ làm bằng cột cây lớn nha, họ cất cái trường rồi gió sập đổ cái trường họ đi. Họ thành học sinh nó phải tập trung vô cái đình, họ thầy ra đi thầy cũng vô trong đình thầy học à, có mày. Hồi thầy còn nhỏ như cực khổ lắm, đây mà thầy phải đi ra cho tới ở ngoài tảng bàn đó chứ không phải là mà đi bộ. Cái mơ đó thì mẹ thầy làm cho một gói cơm kêu là học rồi ở lại chiều mới về, chứ đi về làm sao tiệm ăn. Mà hồi đó thì học sinh tiểu học nó các con biết mà học học 2 buổi chứ đâu có học buổi, trung học mới học 1 buổi, còn tiểu học học 2 buổi à, cho nên sáng rồi học sáng rồi học chiều luôn, sáng chiều học luôn. Học có ông thầy dạy thôi, ví dụ như lớp 1 thì ông thầy dạy lớp 1 2 buổi, rồi tới lớp 2 cũng dạy, rồi lớp 3 cũng dạy. Hồi đó mới vô học đó thì gọi là lớp 5, rồi lên lớp kế đó là lên lớp 4, rồi tới lớp 3 nó là ba cái lớp của tiểu học đầu tiên, rồi lên lớp 3. Ai về lớp 5 tưởng lớn đâu, ai về lớp 5 là nhỏ nhất rồi lớp 3, rồi lớp 4 rồi mới lên nữa đó thì lớp nhì ba, rồi mới lên lớp nhì, rồi rồi mới lên lớp nhất, nhất là lớp 1 là lớp cao nhất của tiểu học. Sau khi tốt nghiệp cái lớp nhất đó rồi đó thì nếu mình thi vô trung học không đậu đó, thì mình học cái lớp tiếp liên, nó chuyển tiếp để cho mình vào cái trung học. Mình học cái lớp đệ thất, đệ thất tưởng nó lớn luôn chứ ai về nó đệ thất, đệ lục nó lớn hơn đệ thất cứ lần lượt cứ vô mấy lớp học hết cho tới cái lớp đệ nhất. Lớp đệ nhất là lớp thi tú tài đó. À, bắt đầu thi tú tài xong rồi nữa thì bắt đầu mình mới thi vô đại học, mình chọn chọn cái ngành nghề nào đó mình thi vô đại học, như đại học y khoa, đại học văn hoặc là đại học dược, tùy theo mình chọn. Hoặc là mình đi học đại học về về kiến trúc kỹ sư cầu cống gì đó, mình chọn lấy mấy cái nghề đó thì trên trường đại học nó khi mà học sinh mà tốt nghiệp được cái lớp 11 có tú tài rồi thì mình người nào mà đậu mà bình thứ là được vào thẳng khỏi cửa tuyển bình thứ thôi đó thì được thẳng vào đại học, mình muốn chọn đâu cũng được, hồi đó nó dễ. Còn bây giờ nó phải thi, còn hồi đó phải mình đậu tú tài xong rồi thì bắt đầu mình đậu tú tài mà cái điểm nó cao đó gọi là bình thứ thì nó được trực tiếp vô, mình chọn cái đại học nào mình vô học khỏi phần thi. Còn bây giờ nó tiện, bởi vì cái số người ví dụ như bây giờ trường đại học nó thu có 100 người mà mình tới 1.000 người nó phải tuyển, bọn này nó thiếu, thay vì nó muốn chọn 100 người mà mình có 80 người nó thành ra nó thi chi nữa cho mắt tao, nó cứ lôi vô hết hồi đó nó ít người lắm. Tên này nói hồi cái thời của thầy mà như thế này nè, người ta sợ lắm, người ta không có dám cho con người ta đi học đâu. Rồi người Pháp đó họ cất trường học hồi đại ở không nhỉ, người Pháp đó, họ cất trường học rồi họ họp tay nó họp với làng xã nó mới đi vô xuống ruộng, có con nít nó bắt nó bỏ xe nó chở nó đem đổ trường học, rồi nó cho mực cho giấy cho bút, nó ưu tiên cho mình học lắm, nó tốt trường mà không ai dám lại học có ai dám cho con lại học không, cho nên nó vô số nó ruồng nó bắt nít nó đem nó chở. Rồi mấy cái ông làng xã hồi đó đó mới giải thích cho gia đình, nói tay nó muốn con của bà phải đi học cho biết chữ, để không biết chữ sau này dốt nó ngu lắm. Mà mấy ông làng xã nói với bà tay nó đâu có nói chuyện với mình à, cho nên vì vậy mà nó lợi nó cứ hả nó kiếm con nít nó bắt nó bỏ xe nó chở em đổ nhà trường
nó vậy đó, hồi đó nó vậy đó thôi, cho nên nó ưu tiên cho cái người Việt nữa. Nhưng mà nó ở nhà trường đến đào tạo cho mình thành thông ngôn, kỷ luật của nó, tụi nó không làm việc nó chứ gì. Ở mình học đó thì sau này mình đi ra làm việc khoái lắm chứ, làm việc có lương chứ. Rồi có nhiều người là vô dân Tây rồi luôn đó, được ưu tiên rồi vô dân Tây nữa, được đi Tây rồi. Đó là một cái thời của thầy, thầy là chứng kiến những điều đó. Mẹ thầy nói lại, mẹ thầy hồi đó cũng vậy, phụ nữ không bao giờ ông bà cho đi học đâu, nói không có cho nó đi học. Nhưng mà Tây Bắc là phải chịu thôi chứ được sao. Mẹ thầy cũng được Tây Bắc chở vô nhà trường đổ. Rồi tới viên thầy nó cũng vậy, chứ không không bắt nó không có đi học, nó sống theo cái kiểu bộ lạc, nó như ở trên kia, ở trên mấy cái cao nguyên vậy đó, nó sống theo bộ lạc ở trên đó, không bao giờ nó cho con đi học. Mình cất trường vậy chứ đến mình khuyến khích nó dữ lắm á, cho nó hiểu được nó mới cho con đi học, chứ không nó không cho. Thì hồi đó mình ở trong đất nước của mình cũng vậy đó, y như mình sống trong bộ lạc, con cái không cho mình đi bậy được. Ở Tây Bắc mà Tây nó bắt nó cho mình đi học. Nó thì những cái lịch sử đó nó không bao giờ, nó không bao giờ quên được. Thì bây giờ là những cái lớp học của chúng ta được mà tập trung như thế này, đó là ước muốn thầy rất lớn. Lẽ ra thầy phải đi bắt người ta bỏ vô đây để học đạo đức, nhưng mà thầy có quyền gì đâu, chứ không phải mà thầy như nhà nước á, thì ra thì có quyền thầy bắt hết cái số này. Hôm mà thầy đi họp ở mặt trận ở huyện rồi lên tỉnh cũng vậy, thầy mới nói rằng đạo đức của con người thì hầu hết là chúng ta biết rằng đạo đức bây giờ con người đang xuống dốc. Vậy thì thầy mở cái lớp đạo đức á, thì mong rằng những cái bài vở mà dạy đạo đức thầy sẽ đưa cho nhà nước duyệt hết, các anh chị duyệt hết rồi bắt đầu mời ở ấp xã, bây giờ nói cái địa điểm của thầy thôi, mời dân ở ấp xã đó lợi cái lớp này học, học một bữa thôi để nghe thầy giảng đạo đức thôi, thầy nói với họ vậy, nhưng mà họ ghi chép họ nói rồi bỏ lơ qua học. Có thấy không? Họ ghi chép thật sự đó, họ ghi ở bây giờ đề nghị của thầy vậy vậy, họ ghi vậy thôi, rồi họ có trả lời như thế, bị ý kiến của mình thì họ trả lời, họ sẽ đề nghị, họ nói họ trả lời thầy, họ sẽ đề nghị ở ấp xã sẽ tổ chức những cái cuộc họp để thầy nói về đạo đức, có vậy thôi. Bởi vì những cái sách mà đạo đức như hành tập thiện nè, như cẩm nang hành thiện nè, những cái tập mẫm mẫm đó thì đã đưa cho nhà nước xem rồi mà, được giấy phép đàng hoàng mà, thì họ đâu có cách nào khác nữa, thì làm cái gì đâu đó nó đúng rồi mà. Cho nên thầy chỉ gợi ý kiến, bây giờ đến nói về cái vấn đề mà đất nước đó, dân chúng đó thì nó thiếu đạo đức, cho nên nó có bốn cái tệ hại, tệ nạn của xã hội như thế nào thế nào. Bây giờ muốn giải quyết vấn đề này thì phải có đạo đức, vậy thì đạo đức phải dạy chứ, đạo đức chứ không mình nói trời đất xuống được sao. Dạy thì phải tập hợp dân lại nơi nào đó để mọi người đến đó được nghe đạo đức. Thế rồi nói rồi thôi, rồi cũng trả lời xuống thôi, để đó. Đâu cũng còn nằm thì chứ thầy, nếu mà có quyền như Tây thì chắc chắn là đem cái xe hơi mình đi vòng vòng xuống này bắt hết, còn để lại ở trong nhà người dưới nhà rồi. Còn bao nhiêu chở vô chùa mình đổ hết vô đây, bắt đầu ngồi rồi bắt đầu đó. Thì Tây nó giữ ưu tiên nó, mình đâu có chạy đâu được đâu. Bắt đầu bây giờ bà con cũng vô đây ngồi ghế hết, thì bắt đầu thầy vô thầy dạy. Dạy rồi bà con nghe đã được, hiểu được chứ không phải đâu, nói gì nghe hay vậy. Mà bắt đầu về đó hôm sau đã khỏi cần nói đi, để hô hào cái họ tới rồi, khỏi chở nữa rồi. Nhưng mà đầu tiên nó phải chở đó, đúng vậy đó. Khi mà nó học rồi, nó về nói với cha mẹ, học xuống đó, ông thầy cưng lắm. Rồi bắt đầu cha mẹ nói, được, cho mày đi học. Có vậy thôi. Đó thì hôm nay cũng vậy, cái lớp đạo đức của chúng ta nó cũng cần phải tổ chức được như vậy, mà nhà nước hiểu biết được ủng hộ. Thì thầy nói nhà nước chỉ triệu tập họp dân thôi, thì trong khi đó thì vào cái buổi họp đó thì mình sẽ nói về cái đạo đức sống công lập của mình, của người như thế nào, về cái sự hiểu biết, dạy người ta cái chứng kiến trước, bây giờ chứng kiến cái gì trước, rồi dạy cái gì, là do đó từ cái hiểu biết đó bắt đầu, từ đó họ sẽ trở thành người tốt. Đó là cách thức dạy đạo đức. Nhưng mà không ngờ mà người ta sợ thiệt, chính nhà nước người ta sợ, người ta nói chắc thầy đem cái giáo lý của đạo Phật dạy, tất cả mọi người dân không tôn giáo bây giờ nó cũng thành tôn giáo hết đó. Dạy nó học bữa rồi cái bắt đầu nó theo tôn Phật giáo hết đó, chết được.
cho nên người ta đâu muốn, người ta để tự do tín ngưỡng mà, không tín ngưỡng mà, ai muốn theo thì theo mà không thôi, người ta cứ nghĩ chắc là thầy nói này, thầy quyến dụ người ta cái gì, cho nên họ sợ đó chứ. Theo thầy nghĩ như vậy thôi chứ mình cũng, nhưng mà đối với thầy thì thầy không quyến dụ họ theo Phật giáo đâu, thầy không có điều kiện đó đâu, thầy chỉ mong làm sao họ sớm đạo đức được rồi thôi. À, bây giờ này về cái phần xa đó thì mình nói cái diễn ảnh xa là mình lo được cái nền đạo đức của Phật giáo đến mọi người như vậy, và nếu mà nhà nước họ thông cảm được thì chắc chắn họ hiểu được thì họ ủng hộ mình, thì đất nước của mình nó sẽ không còn cái người mà vô đạo đức. Bởi vì mình học rồi thì lần lượt rồi mình cũng sẽ cố gắng mình khắc phục mình, cũng như bây giờ trước cái hoàn cảnh khó khăn thì nào đi nữa mấy con cũng có được cái hiểu biết, mấy con cũng khắc phục được tâm mình, nó cũng được yên ổn hơn là cái người không biết cái gì, các con thấy nó cũng đỡ rồi. À, chẳng hạn như cái hoàn cảnh bây giờ 10 thì ít ra thì mình xả cũng được 3-4 năm chứ, nó cũng đem lại cái sự an ổn cho mấy con, dù bây giờ trước mặt thầy mấy con chưa hoàn tất được hết nhưng mà mấy con vẫn được an ổn chứ. Trừ ra có những cái người mà không chịu làm cái điều này thôi, chứ còn chứ đó là cái ít thôi, chứ còn sự thật cái người nào người ta cũng thấy đem lại cái sự hạnh phúc an vui, người ta ai cũng muốn hết, làm sao mà cứu mình ra cái khổ chứ, đời đâu có gì mà hạnh phúc đâu.